đè quá nó hết nơ luôn. Nói lại coi, nói lại coi. Làm nó, sao? Nó đẹp quá nó thích nơ. Nơ đẹp quá nó thích nơ hả? Dạ, nó ôi, nó kêu là con thỏ leo lên tay nơ là bởi vì nơ đẹp quá nó thích nơ. Hài quá. Hài quá nơ. Gì vậy? À, cái nó sinh nhật hôm bữa không? Nó cho thỏ mượn. Thôi, con thỏ quá nhỏ so với cái nó nơ. Nó còn mà. Nơ đang đợi ba để làm gì? Nơ đang đợi ba để làm gì ta? Ta chơi cá sấu lên bờ, tối nào cũng rủ ba chơi cá sấu lên bờ hết. Mà hên xui bữa nào ba về sớm mới chơi, còn không được là Nơ ngủ trước ba không à. Đâu, Nơ đứng đây mày coi coi. Wow, dễ thương quá. Đâu, Nơ nói lại lý do coi, tại sao con thỏ lại leo tay Nơ? Thì đứng hỏi Nơ. Thỏ thích. Vậy hả? Thôi mình đứng.